Và làm lành vô cùng, ta
Okay, you said that, I would have been my eyes. Để cầu nguyện cho bà, để bà được thanh thản,
bình yên đến trước nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận những lầm lỗi của chúng ta đã xuất phạm đến Chúa. Xin Chúa thứ tha và xin Ngài dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và hãy lương yêu cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến chờ sống muôn đời. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Quả thật tôi bảo các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật tôi bảo các ông, đã đến giờ và ngay bây giờ, người chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống. Cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Ngài cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy. Và Ngài đã ban cho Con quyền xét xử, vì Con là Con Người. Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, vì đã đến giờ, mọi người trong mộ sẽ nghe tiếng người mà đi ra. Ai làm việc lành thì sống lại để được sống, còn ai làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cùng tăng gia của bà cụ Teresa Dương Thị Phao, đặc biệt là những anh chị em ở nước ngoài đang dự thánh lễ trực tuyến ngày an táng của bà, cùng với tất cả quý ông bà, anh chị em trong giáo xứ Bùi Đức thân yêu. Chắc chúng ta biết lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Năm 1954, đất nước muốn chia cắt làm hai, người dân ở miền Bắc đã ào ạt tiến vào miền Nam. Họ ở Hố Nai, Gia Kiệm, ở Sài Gòn thì có vùng Gia Định, Xóm Mới. Tất cả những người Bắc đã vào trong miền Nam để sinh sống. Và trước cuộc di cư đó, vua Bảo Đại đã sang bên Pháp để sống. Sau một thời gian, cho đến năm 1975, thì đất nước được thống nhất. Tất cả mọi người Nam Bắc đều được gặp nhau. Gia đình của bà Teresa đã cũng phải vất vả ngược xuôi lo cho con cái. Ông vì là lính Việt Nam Cộng Hòa cho nên đã đi cải tạo. Chỉ trong một thời gian ngắn thì ông sang bên nước ngoài cùng với con cháu hiện giờ đang ở đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta trở lại trong lịch sử một chút để chúng ta hiểu thêm. Khi vua Bảo Đại thấy miền đất nước bị chia đôi, ngai vàng mình không còn nữa, nên vua đã sang bên nước Pháp sống. Và mãi đến năm 1988 thì vua Bảo Đại xin cúi đầu để lãnh nhận bí tích rửa tội. Chắc chắn đó là nhờ sự cầu nguyện của Hoàng hậu Nam Phương. Và khi vua Bảo Đại được rửa tội thì Ngài ao ước được gặp Đức Giáo Hoàng. Trong bức thư người ta để, sau khi vua Bảo Đại chết, người ta đã thấy Ngài để lại một bức thư. Bức thư đó viết như thế này: đây là dịp hạnh phúc nhất cho con. Con được quỳ bên đấng kế vị đấng Phêrô, Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con và giáo hội đang gặp rất nhiều đau khổ ở đó. Và qua sự kiện, chúng con đã chịu phép rửa tội, đem lại cho đồng bào Việt Nam chúng con một niềm xác tín vào tình thương vô biên của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, đấng an ủi những người đau khổ. Bức thư còn dài nhưng chỉ chấm dứt ở đây.
để nói được rằng trước đây Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức đã tàn sát người Công giáo, cả hàng 300.000 người chết mà chỉ 117 vị thánh được phong là các thánh tử đạo. Rồi vị vua cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại lại cúi đầu xuống để lãnh nhận bí tích rửa tội. Thưa anh chị em, tất cả mọi người cho dù là ai, cho dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, rồi đây họ cũng phải nhìn nhận ra chỉ có Chúa duy nhất là đấng tạo thành vũ trụ. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Ngài xuống trần gian, mặc lấy thân xác con người, để rồi Ngài đồng hành với con người tội lỗi, Ngài rao giảng tin mừng và Ngài sẵn sàng chết để cứu độ con người. Không những thế, Chúa Giêsu Kitô Ngài còn sống lại để minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Niềm tin và sự rao giảng này đã đi khắp nơi trên toàn cõi địa cầu. Ai tin và chịu phép rửa thì họ sẽ được cứu độ, như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu: ai nghe và tin vào tôi thì người đó sẽ từ cõi chết mà bước qua cõi sống. Đọc vào lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Adam chết vào lúc khoảng 900 tuổi, ông Henoch chết vào lúc 912 tuổi. Các vị đầu tiên của nhân loại sống rất thọ, các ngài dầu sao đi chăng nữa rồi cũng phải chết. Đối với bà cụ Teresa đây, bà được Chúa gọi về lúc 87 tuổi, ai cũng trầm trồ quả là hạnh phúc vì sống một đời sống rất lâu ở trần gian này. Đối với người Việt Nam của chúng ta, tuổi thọ là trên 60, đến 70 là người ta đã chúc thọ rồi, rồi đến 80 thì quả là một điều khó lắm. Nhưng mà bà đã sống tới 87 tuổi, chỉ còn vài năm nữa là được 90. Như vậy thì Thiên Chúa đã yêu thương và dẫn dắt lo lắng cho bà. Chắc chắn rằng tôi thấy trong gia đình rất là thương ông bà và lo lắng cho bà từng tí một. Lần nào trao mình Thánh Chúa hay đến lãnh bí tích sức dầu, con cháu cũng đều tụ lại để mà lo cho bà từng miếng nước và đỡ bà dậy nữa. Điều này, đó là một cái cơ hội để cho con cháu trả hiếu cho chính bố mẹ của mình. Trong sách bài đọc mà thứ nhất chúng ta vừa nghe, đó là sách Khôn Ngoan, người già thì đẹp lòng Thiên Chúa, dẫu sống giữa những chỗ tội lỗi thì cũng vẫn được rời đi nơi khác, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Bởi thế Chúa luôn luôn yêu thương và quý trọng tất cả quý vị lớn tuổi. Chúng ta cũng hãy cảm tạ ơn Chúa, và nhất là người bạn đời của bà Teresa. Hôm mà làm Đức Cha nói tổ chức cái lễ Kim Khánh, rồi Ngân Khánh, rồi Ngọc Khánh, rồi ông bà trên cả Ngọc Khánh nữa, 67 năm ngày thành hôn. Hôm đó tôi có nói rồi, hôm nay tôi cũng xin phép để nói lại. Đó là khi mà tôi làm một cái nghi thức cũ thôi, tức là nắm tay nhau để nói lên sự ưng thuận và trao nhẫn cho nhau. Tôi thấy bà tay run run nắm lấy ông và hình như không muốn bỏ, hình như chắc cũng có một điểm báo trước, bà không muốn rời trần gian này nhưng mà muốn sống mãi với ông, muốn sống mãi với con cháu. Tuy nhiên cuộc sống này không ai có thể sống mãi trên trần gian này. Con người rồi cũng sẽ về với cội nguồn của mình, cũng như sông có cội nguồn và lá rụng về cội. Nhưng chúng ta cũng tin rằng bà cũng như tất cả mọi người chúng ta đây đều xác tín một điều, đó là Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại
Ngài sẽ cứu độ chúng ta. Chỉ cần xác tín điều đó, anh chị em sẽ sống tốt hơn và cuộc sống của anh chị em sẽ được bảo đảm nơi hạnh phúc nước trời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tế này trong ngày an táng bà cụ Teresa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người quá cố. Nếu vì yếu đuối lỗi lầm mà tôi tới Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đáng phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô, chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với Người. Vì thế, cùng với Đạo Quyên Thiên Quốc, chúng con ở dưới trần gian, hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra
và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con truyền cho chiều chết và tiên sinh cho sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và hộng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục Phụ tá Gioan, Đức Giám mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Teresa, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thương bằng kính đồ chúng con đã ly trả. Trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đức chi tin Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêng Thiên Chúa. Nhân xin cho ta một thể lên hoàng cao xa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là bà cụ Teresa hôm nay đã lìa cõi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì bà cụ sẽ đem đi hỏa táng và chôn ở khu tưởng niệm đây. Tôi cũng xin thưa với anh chị em, mai mốt chúng tôi sẽ làm một cái chỗ khu tưởng niệm mới, có nhà hẳn hoi để đem hài cốt của quý vị ân nhân, thân nhân và anh chị em sẽ vào trong nhà hài cốt đấy. Cho nên là anh chị em cầu nguyện nhiều để giáo xứ chúng ta thực hiện được những cái chương trình, để nhờ đó mọi người chúng ta an tâm, có nơi an nghỉ cho người thân của mình. Và bà cụ Teresa là ân nhân của giáo xứ, bởi thế chiều ngày mai là chúng tôi sẽ dâng lễ tri ân cho bà Teresa, và xin gia đình cố gắng đi lễ tri ân của giáo xứ. Và sau thánh lễ, trung tâm Đức Mẹ Hành Hương núi Cúi cũng có lời phân ưu, ông chánh sẽ đại diện cho tòa giám mục sẽ đọc cái thư phân ưu đó. Giờ chúng ta cùng tham dự nghi thức tiễn biệt. Anh chị em rất thân mến, giờ đây là bà Teresa đã an nghỉ trong sự bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với bà bằng lời cầu nguyện để bà nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia cũng được cùng người chị em này ra đón gặp Đức Kitô khi người là sự sống của chúng ta xuất hiện.
Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã gọi bà ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em này vào lò hỏa thiêu để trở thành tro bụi và trở nên nguồn gốc của mình là bụi tro. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng bà Teresa cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Lạy Thiên Chúa là đấng ban sự sống và làm cho thân xác nhân loại được phục sinh, Chúa đã muốn kẻ có tội kêu cầu Chúa. Xin nhận lời chúng con đang than van khóc lóc dâng lên để cầu xin cho linh hồn tôi tớ Chúa là bà cụ Teresa, để khi được giải thoát khỏi sự chết, linh hồn tôi tớ Chúa được vào thiên đàng chung hưởng niềm hoan lạc cùng các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Con xin đọc thư phân điều của Tòa Giám Mục. Tòa Giám Mục Xuân Lộc, thư phân yêu. Kính gửi tang hiếu bà Teresa Dương Thị Phao, giáo sứ Bùi Đức, hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa tang hiếu, chúng tôi vừa được tin Chúa đã gọi bà Teresa Dương Thị Phao về với Chúa ngày 16 tháng 1 năm 2021. Người là quá cố, là thân nhân của quý tăng quý hiếu và là ân nhân đặc biệt của Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi Giáo Phận Xuân Lộc. Đức Giám Mục Giáo Phận và Ban Giám Đốc Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thành kính phân yêu cùng quý tăng hiếu. Thánh lễ cầu nguyện cho bà Teresa sẽ được dâng vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021 tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Kính mong tăng hiếu hiệp dâng để cầu nguyện cho bà Teresa. Thành kính phân yêu, Ban Giám đốc Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Giám Mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh. Trọng kính cha chánh xứ giáo xứ Bùi Đức, kính thưa quý vị, quý chức ban hành giáo, quý đoàn thể, quý giới, quý ban phục vụ, ban điều hành giáo họ Giuse, trong suốt thời gian cụ Teresa nằm trên giường bệnh, cha chánh xứ, quý dì, quý vị đã đến thăm hỏi động viên. Đặc biệt, cha chánh xứ đã ban các phép bí tích cho cụ Teresa là người vợ, người mẹ, người bà chúng con. Và hôm nay đây, cha chánh xứ lại dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Teresa là người thân yêu gia đình tang quyến chúng con. Trong tâm tình nghiêm trang và sốt sắng, con xin thay mặt cho tang quyến xin tri ân và cảm tạ cha chánh xứ, quý dì, quý chức ban hành giáo, quý ban đoàn thể, quý ban phục vụ, quý giới, quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại, quý gia đình thông gia, quý bạn bè xa gần, ban trị sự giới trẻ giáo xứ Phúc Hải, quý ân nhân khu xóm cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bùi Đức,
Nguyện xin Thánh cả Giuse, Đức Mẹ Maria chuyển cầu cùng Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe xuống trên cha chánh xứ, quý dì, quý chức ban lãnh giáo, quý đoàn thể, quý giới, quý ban phục vụ, quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại, quý gia đình thông gia, ban trị sĩ giới trẻ giáo xứ Phúc Hải, bạn bè xa gần, quý ân nhân khu xóm cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bùi Đức. Gia đình chúng tôi không quên cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã tạo mọi điều kiện cho gia đình tăng quyến trong mấy ngày qua. Việc tổ chức tang lễ trong mấy ngày qua, đặc biệt tăng quyến chúng con xin cảm ơn ban điều hành giáo họ Giuse đã cộng tác và giúp đỡ tăng quyến chúng con trong suốt những ngày đau thương vừa qua, vì đã mất đi một người thân yêu trong gia đình. Những nghĩa cử cao đẹp của quý vị, chúng con chẳng biết lấy gì báo đáp. Chúng con chỉ biết nguyện xin Thánh cả Giuse, Đức Mẹ Maria chuyển cầu Chúa trả công bội hậu cho quý vị và ban cho quý vị sức khỏe dồi dào để quý vị làm việc tông đồ nhiệt thành hơn. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi những điều thiếu sót vì tình thương mến thương. Xin cha chánh xứ, quý dì và đoàn thể quý vị niệm tình tha thứ. Một lần nữa xin ghi ơn và tang quyến đồng bái tạ. Con cũng xin cảm ơn tri ân cha chánh xứ chiều mai dâng thánh lễ tri ân cho cụ Teresa. Xin con xin một lần nữa xin cảm ơn.
ta tưởng đi xe hơi. Điên kia nhé, anh điên kia.
À, đừng rồ ra nha, má mình nữa.
Thank you.
tôi đàn nuôi dưỡng người anh chị em chung con trong tiền thân đừng mong Chúa. Xin thương nhận người anh chị em chung con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương người anh chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an vui trong đức tin và vững lòng trong cây đường sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy tin Chúa là đấng ban sự sống và làm cho tân xác nhân loại được phục sinh. Chúa đã muốn cho kẻ có tội kêu cầu Chúa. Xin nhận lời chúng con đang than khóc dâng lên cầu cho linh hồn tôi tớ Chúa là Teresa, để khi đã được giải thoát khỏi sự chết, linh hồn tôi tớ Chúa được vào thiên đàng chung hưởng niềm hoan lạc cùng các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Cho anh chàng đàn ông chiếu soi trên linh hồn Teresa. Con kính mời các đoàn khách quý vị, chúng mời nhà hiếu chúng con ngồi cùng với người trong này.